Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói NATO chưa sẵn sàng cung cấp khung an ninh cho Ukraine trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các quốc đảo Thái Bình Dương. Chính quyền Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS trị giá 285 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 24 tháng 5 nói Nga và Trung Quốc sẽ sát cánh cùng nhau để đẩy lùi nỗ lực của phương Tây nhằm duy trì sự thống trị toàn cầu. Hàn Quốc kết hợp trí tuệ nhân tạo với công nghệ nhận diện hình ảnh để phát hiện tên lửa đạn đạo. Sau đây là nội dung chi tiết. NATO chưa sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói NATO chưa sẵn sàng cung cấp khung an ninh cho Ukraine trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Hôm 24 tháng 5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine sẽ không thể gia nhập liên minh quân sự này một khi xung đột với Nga còn tiếp diễn. Trở thành thành viên NATO trong bối cảnh xung đột không nằm trong chương trình nghị sự, ông nói. Sẽ có một cuộc thảo luận về khuôn khổ an ninh cho Ukraine. Tôi nghĩ rằng còn hơi sớm để nói về các khuôn khổ đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tất nhiên, những vấn đề này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius. Tháng trước, ông Stoltenberg cho biết Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập khối này, vì tất cả các thành viên NATO đều ủng hộ mong muốn của họ. Ý tưởng này đã bị Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bác bỏ. Ông Orbán tỏ ra ngạc nhiên khi Budapest chưa được các đồng minh tham vấn về vấn đề này. Mới đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định, trong tương lai gần Ukraine có lẽ chưa thể trở thành một quốc gia thành viên của NATO vì nước này chưa đáp ứng được một số yêu cầu cần thiết. Thủ tướng Đức cho rằng trong thời điểm hiện tại các quốc gia ủng hộ Ukraine nên tập trung vào việc giúp nước này bảo vệ đất đai của mình, đồng thời khẳng định các đảm bảo an ninh cho Kiev cũng sẽ cần được thảo luận, song đó là một chặng đường dài phía trước. Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các quốc đảo Thái Bình Dương. The Korea Times ngày 24 tháng 5 dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc các quốc đảo Thái Bình Dương tại Seoul trong hai ngày 29 và 30 tháng 5. Hàn Quốc đã mời tất cả 18 thành viên của Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương, PIF. Hội nghị có chủ đề hướng tới sự thịnh vượng chung, tăng cường hợp tác với Thái Bình Dương xanh, theo đó tập trung thảo luận về cách thức giải quyết các vấn đề cấp bách nhất mà các quốc đảo Thái Bình Dương đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai và phát triển khu vực. Đây là một phần trong kế hoạch triển khai toàn diện chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hàn Quốc công bố hồi năm ngoái, là động lực quan trọng trong việc mở rộng tầm nhìn ngoại giao của Hàn Quốc sang khu vực Thái Bình Dương. Mỹ bán hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS cho Ukraine. Chính quyền Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS trị giá 285 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Thông tin trên được Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ DSCA đưa ra hôm 24 tháng 5 giờ Mỹ. Thông báo cũng cho biết dự kiến Raytheon Technology sẽ trở thành nhà thầu chính của thương vụ này. Theo đó, hợp đồng mua bán sẽ bao gồm một hệ thống NASAMS có radar AN, MPQ-64F1 Sentinel, trung tâm điều khiển hỏa lực, FDC, ống phóng, hệ thống thông tin liên lạc an toàn, máy thu định vị toàn cầu, GPS, các thiết bị kèm theo và gói hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu và chính phủ Hoa Kỳ. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã nhận được thông báo về thương vụ vào đầu ngày 24 tháng 5 và bắt đầu đưa vào giai đoạn xem xét. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không vấp phải nhiều phản đối từ các nhà lập pháp trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang diễn ra. Mỹ đã viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Các khoản viện trợ quân sự bao gồm nhiều khí tài quân sự như hệ thống phòng không, đạn chống tăng, hệ thống tên lửa tầm xa, máy bay không người lái và xe bọc thép chở quân. Thủ tướng Mishustin, Nga trung sát cánh chống lại sự áp đặt của phương Tây. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 24 tháng 5 nói Nga và Trung Quốc sẽ sát cánh cùng nhau để đẩy lùi nỗ lực của phương Tây nhằm duy trì sự thống trị toàn cầu. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, đối tác và hợp tác lâu đời giữa Nga và Trung Quốc. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt với hai bên trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Hai nước sẽ kề vai sát cánh chống lại những nỗ lực tập thể của phương Tây muốn duy trì sự thống trị toàn cầu, cũng như lợi dụng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp để áp đặt ý chí của họ lên các quốc gia độc lập. Tôi tin rằng Nga và Trung Quốc sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết đối với những tham vọng nguy hiểm đó và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình ổn định, hướng tới các mục tiêu chiến lược chung của hai bên, ông Mikhail Mishustin nói thêm. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết hai bên đề cập đến những tiến bộ trong hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời kêu gọi mở ra những lĩnh vực mới, đầy triển vọng nhằm đưa mối quan hệ Nga-Trung lên tầm cao mới vào năm 2030. Cùng với hợp tác kinh tế và thương mại mạnh mẽ hơn, hai bên sẽ mở rộng quan hệ văn hóa và nhân đạo. Điều đó củng cố nền tảng của tình hữu nghị và tình cảm giữa nhân dân hai nước, ông Mikhail Mishustin nhấn mạnh.
Hàn Quốc kết hợp AI với công nghệ để phát hiện tên lửa đạn đạo. Công ty phân tích hình ảnh vệ tinh Hàn Quốc C-Analytics đang phát triển một công nghệ mới có thể xác định chính xác hơn tên lửa, bệ phóng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ phóng tên lửa. Giám đốc điều hành C-Analytics Tae-Win Jeon mới đây đã công khai trước báo giới về dự án tìm kiếm khu vực hoạt động tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tại hội nghị chuyên đề về thông tin tình báo không gian địa lý năm 2023, GEOINT 2023, tổ chức tại St. Louis, bang Missouri, Mỹ. Trước đây, công ty C-Analytics đã từng tham gia cuộc thi thử thách về những đổi mới trong công nghệ quốc phòng của Mỹ. Trong đó có công nghệ đánh giá thiệt hại của các tòa nhà và phát hiện các loại tàu chiến không phát tín hiệu định vị khi di chuyển hoặc có thể đánh lừa các hệ thống giám sát. Hiện C-Analytics đang thực hiện dự án mới nhất hướng đến hợp nhất dữ liệu quan trắc trái đất từ nhiều nhà khai thác vệ tinh thương mại kết hợp phân tích hình ảnh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường để phát hiện và phân loại các điểm bất thường như trong các hoạt động phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Các phát hiện, sau khi được các chuyên gia phân tích thêm có thể được chia sẻ, giúp chính phủ Hàn Quốc có thể ứng phó nhanh hơn với tình huống đang diễn ra. C-Analytics được thành lập vào năm 2018, có trụ sở tại Daejeon, các văn phòng đại diện ở Seoul và Gwangju. Tôi là Vũ Nga Hằng và Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.